mời quý vị người lên sân khấu và hãy dành những tình cảm chúc mừng hạnh phúc tình chúc rất nhiều lần hoạ. Bây giờ chúc cô dâu chú rể cái điều phát thiết thực đây, hãy cùng chúc cô dâu chú rể sẽ sớm sinh được những bé trai bé gái xinh đẹp hóng tỉnh sẽ sớm chờ đợi, đúng không ạ? Đó sẽ là niềm hạnh phúc và hai bên gia đình luôn luôn mong chờ nhất. Chính vì vậy rất mong mọi người chúng ta hãy vỗ tay thật lớn nữa để chúc cô dâu chú rể sớm sinh được em bé thành của những người cha, những người mẹ đã sinh ra cô dâu chú rể. Và một lần nữa thì xin được hoan nghênh tất cả các cụ ông bà và toàn thể hội hôn. Chúng ta hãy ngưng lại chút để dành cánh tay của mình, vỗ tay chào đón hai bên gia đình thông gia sẽ cùng bước lên ra mắt và hiện diện. Xin mời. Việt Nam của chúng ta từ cổ chí kim, từ cổ truyền bắt đầu các cụ rất là
chú trọng và cẩn thận về cái vấn đề nghi lễ, cho nên là sẽ có đại diện gia đình nhà gái đứng lên để phát biểu cho dâu và nhận rể, sau đó thì gia đình nhà trai cũng đứng lên để phát biểu nhận dâu và những lời dặn dò cho các bạn trẻ sẽ có một sống hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và những người đại diện gia đình nhà gái sẽ có lời phát biểu. Xin trân trọng những người bác sĩ trên này. Chúc mừng hạnh phúc. Trước tiên xin được mời Hoàng Hoàng.
Vâng, sẽ mời từ những người cao tuổi ở trong nhà là những người bà. Xin mời bà ngoại bước lên sân khấu ạ. Bà ngoại đi đâu? Bà ngoại cô đâu ạ? Vâng, bà năm nay cao tuổi rồi nhưng mà bà vẫn muốn là đích danh bước lên sân khấu. Qua đây, trẻ con ơi. Đây rồi, để bà nó lên sân khấu nè. Để cho con dâu mình hiểu, vững tin hơn bước vào cuộc sống vợ chồng, cuộc sống mới của mình. Tiếp theo thì xin mời món quà của bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng sẽ dành cho hai con món quà. Cho hai cháu để chúc cho hai cháu trong năm hạnh phúc rất là tuyệt vời. Xin mời bà tặng quà nhé. Vâng, xin cảm ơn bà. Rất là mời chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay để chứng kiến hai bà ngoại cao tuổi rồi nhưng bà vẫn lên sân khấu để tặng quà rất đáng quý ạ. Xin cảm ơn bà về trở lại làm việc rồi ạ. Và bây giờ thì xin được giới thiệu món quà của bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng sẽ mừng hạnh phúc cho hai con và món quà ý nghĩa của mình. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo xin mời bố mẹ vợ, bố mẹ của cô dâu sẽ tặng quà mừng hạnh phúc. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy vui lòng rót thật đầy
要能力啊。今天出来工作就是就对了，他不一工作就是不买难短练好啊，天懒台rất đẹp mắt, kỳ ảo và huyền diệu, tượng trưng cho tình yêu lãng mạn và kỳ diệu của đôi nhân dành cho nhau. Những dòng dèo xung quanh tôn trào cho thân đi, tượng trưng cho con suối tình yêu bé nhỏ ngày đêm luôn miệt mài chảy mãi chảy mãi. Dưới cuối cùng những con suối tình yêu cũng chảy đấu biển lớn mênh mông và bao la. Sau khi rót rượu ăn mừng xong thì chú rể dâng rượu mời bố mẹ vợ tỏ lòng cảm ơn. Cô thơ dâng rượu mời bố mẹ chồng tỏ lòng hiếu thảo. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn để chúng tôi hiểu ai.